Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên Sao La với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo cơn bão sẽ có đường đi rất khó lường với cường độ phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ cơn bão này do dự báo của các trung tâm trên thế giới có sự phân tán lớn với nhiều kịch bản khác nhau. Nếu bão Sao La không di chuyển vào Biển Đông, thì đây sẽ là năm không xuất hiện cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nào trên Biển Đông trong tháng 8. Đánh giá trong 30 năm qua, chỉ có năm 2011 và năm 2015 là 2 năm không có bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 8. Điều này cũng phản ánh tác động của năm El Nino khiến bão hay áp thấp nhiệt đới xuất hiện ít hơn bình thường. Theo cơ quan khí tượng dự báo, từ 21 tháng 8 đến 20 tháng 9, Biển Đông khả năng sẽ xuất hiện 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ. Trên đất liền dự báo vào chiều tối và đêm 25 tháng 8, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng thường xuyên bị thiên tai, nhất là biến đổi khí hậu nên hoạt động sử dụng hóa chất cũng luôn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe con người và môi trường. Do đó, xác định diễn tập ứng phó với sự cố hóa chất là trọng trách và nhiệm vụ. Ngày hôm nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường, diễn tập thực binh ứng phó sự cố môi trường năm 2023 tại Công ty Cổ phần Superphosphate và Hóa chất Lâm Thao. Cuộc diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất, ứng phó sự cố môi trường được triển khai với tình huống giả định cháy xe lưu huỳnh trên đường vận chuyển diễn ra tại khu vực cầu cân ô tô của công ty. Nguyên nhân do chập điện gây cháy ở phía đầu xe và lan ra thùng chở lưu huỳnh, đám cháy phát triển diện rộng, phát tán khí độc ảnh hưởng đến môi trường, cần phải xử lý nhanh chóng để hạn chế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau thời gian nỗ lực cố gắng của các lực lượng ứng phó với sự cố hóa chất, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, môi trường được xử lý, khắc phục triệt để. Tôi thì thường xuyên tổ chức luyện tập cũng như là diễn tập từ cấp tổ ca và cấp công ty. Cái việc mà tổ chức luyện tập và diễn tập từ cấp tổ ca thì chúng tôi đã đảm bảo được cái vấn đề chủ động trong cái công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cũng như sự cố môi trường để tránh xảy ra những cái sự cố lớn. Ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty, trưởng ban chỉ đạo của diễn tập cho biết là doanh nghiệp sản xuất phân bón và hóa chất với những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Với kho chứa lưu huỳnh là một vị trí trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy, gây sự cố hóa chất, sự cố môi trường. Do đó, công ty đã xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường, hệ thống giám sát bằng camera, đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, bán chuyên trách được trang bị 2 xe chữa cháy và hóa chất để xử lý, ứng phó sự cố môi trường luôn sẵn sàng. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, ứng phó sự cố môi trường, tạo ra sự chủ động trong ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp. Vừa xử lý cái đám cháy tại cái xe tải nhưng vừa xử lý cái sự lan tỏa cái SO2 cho nó khỏi và vừa xử lý cái nước do cái SO2 nó hòa tan trong nước thành axit ngăn cái đấy vào trong lưu vực, cho nên đấy là những cái rất là tốt, kết hợp cả những cái lực lượng ứng phó từ bên ngoài vào cũng như các cái lực lượng mà nội tại của công ty, thì phải nói đây là một sự tuy được diễn nhưng mà một sự thể hiện hết sức là nhuần nhuyễn, và tôi hy vọng rằng là cái hình ảnh ngày hôm nay sẽ được nhiều công ty hóa chất nói chung và những công ty công nghiệp mà có sử dụng hóa chất cũng là coi nó là bài học để thực hiện. Sau buổi diễn tập, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được tổ chức với sự chia sẻ của các chuyên gia phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất thải, xây dựng kế hoạch ngăn ngừa ứng phó sự cố hóa chất và môi trường. Super Lâm Thao cùng với lại các cái bộ phận chuyên môn của tập đoàn cũng như của địa phương, đúng không ạ, chuẩn bị cái buổi diễn tập là rất là quy mô, là tốt. Cũng là cái để chúng ta xử lý cái sự cố, đúng không ạ, chúng ta để chủ động trong việc xử lý sự cố, nhưng cũng là cái để mở giáo huấn đến toàn thể anh em. Đấy đang chỉ là một cái sự cố như thế thôi, diễn tập thôi, nhưng mà nó rất nguy hiểm như thế. Một trong những cái giấy phép mà chúng ta đã được cấp trước đây mà nó hết hạn thì chúng ta phải thực hiện là cấp giấy phép môi trường. Và đối với những cái giấy phép trước đây mà đã được cấp mà nó không có thời hạn, ví dụ như giấy xác nhận các công trình bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, những cái đấy nó không có thời hạn, thì trong vòng 5 năm là chúng ta cũng phải
thực hiện. Đấy là cái thời điểm như vậy. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục phát huy công tác luyện tập, diễn tập từ tổ, ca, từ các cấp, đồng thời phát huy tinh thần 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, để luôn chủ động trong việc ứng phó, xử lý tình huống nhỏ, không để xảy ra sự cố lớn về hóa chất và môi trường. Không chỉ thu hẹp 90% diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải để phục vụ cho các phân khu chức năng của khu kinh tế Thái Bình, địa phương dự kiến sẽ chuyển đổi hàng trăm hecta rừng đặc dụng để xây dựng khu công nghiệp. Bài toán đánh đổi có lẽ cần được tính toán thận trọng, bởi lẽ quan điểm không đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế là quan điểm xuyên suốt trong các nghị quyết trung ương. Xã Đồng Long, huyện Tiền Hải có gần 400 hecta rừng ngập mặn, rừng phòng hộ. Theo định hướng phát triển, dự kiến toàn bộ phần diện tích này sẽ được chuyển đổi để phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp. Những tính toán thay đổi khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Không biết công nghiệp, không biết sao, nhưng mà đã phá cái rừng này mà đưa khu công nghiệp vào, nói thật là nói nó cũng nhiều cái nó cũng khó chịu. Cấy được cái hecta rừng này nó khó khăn lắm, mà nó đầu tư hết nhiều lắm chứ không phải đấy. Mà giờ phá đi thì nó cũng, bà con tiếc. Qua đấy ý kiến cộng đồng cũng phải trao đổi thật với các đồng chí là về cái môi trường sinh thái thì nguyện vọng dân vẫn cứ đề xuất kiến nghị là nên giữ lại cái diện tích rừng. Câu chuyện đánh đổi rừng lấy phát triển kinh tế, công nghiệp, dịch vụ không phải lần đầu được bàn đến. Tại nhiều địa phương, những giá trị đa dạng sinh học, giá trị môi sinh, môi trường đã từng được đem ra cân nhắc để đổi lấy một tuyến đường huyết mạch hay khu công nghiệp, khu đô thị. Theo các chuyên gia, bài toán đánh đổi sẽ mất nhiều hơn được. Hai cái khác nhau giữa giá trị và giá cả. Cái giá trị tức là cái mà ta đánh giá được thông qua cái hoạt động của mình. Còn giá cả tức là ông đa dạng mang ra thị trường buôn bán thì tôi không bán, tôi vẫn có giá trị cao hơn. Thì đấy chính là cái mà được quan trọng nhất, tức là cái giá trị nó nâng cao lên. Quay trở lại câu chuyện của gần 90% diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải sẽ bị thu hẹp theo quyết định 731 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng giới chuyên gia đều cho rằng nếu chuyển đổi thì nguy cơ cao mất danh hiệu khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng mà Việt Nam đã dày công xây dựng. Đó không chỉ là việc mất đi một danh hiệu mà mất mát lớn hơn và lâu dài hơn, trong khi tương lai môi trường bị thay đổi, các hệ sinh thái biến mất cùng với những tác động tiêu cực hơn từ thiên tai. Bây giờ các cái trận bão và cơn lũ lụt vừa rồi chúng ta thấy như trận bão lụt ở miền Trung nó đã tàn khốc như thế nào rồi, và nó ảnh hưởng đến cái việc mà phá hủy tài sản cũng như là hoa màu cũng như là những cái thiệt hại về con người. Đấy, chúng ta đã chứng kiến cái lũ lụt miền Trung nó thiệt hại, cả những lực lượng cứu hộ của chúng ta đi cứu hộ thì coi như cũng bị như vậy, là lũ lụt nó làm cho thiệt hại về con người. Như vậy là cái giá cái thiệt hại của nó là vô cùng lớn lao. Đồng thời cái việc mà phá rừng nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà gây ra cái tác động của biến đổi khí hậu trong toàn cầu mà hiện nay chúng ta đang quan tâm của toàn xã hội cũng như là của toàn thế giới. 737 khu sinh quyển trên thế giới, tất cả muốn được công nhận thì phải làm hồ sơ. Cái hồ sơ này nói gì? Hồ sơ phải thỏa mãn, chứng minh và thỏa mãn được 7 tiêu chí của UNESCO đưa ra. Anh chỉ cần vi phạm một trong 7 cái tiêu chí ấy thì người ta có quyền thu lại cái bằng công nhận. Hay nói cách khác, tức là tôi không công nhận anh là vì anh không đủ cái tiêu chí, thỏa mãn cái tiêu chí mà chúng tôi đặt ra. Bày tỏ quan điểm về việc khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải bị thu hẹp diện tích, WWF, một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất về môi trường, bày tỏ quan điểm cần cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, không đánh đổi thiên nhiên lấy phát triển kinh tế. Do đó, việc điều chuyển quy hoạch các khu bảo tồn theo hướng thu hẹp cần hết sức cẩn trọng và phải dựa trên các đánh giá tác động môi trường cũng như tuân thủ chặt chẽ quy trình tham vấn tất cả các bên liên quan.